Kìa nó cao mày gỗ. Trước lông canh canh đó. Dễ nhẹ. Hello cả nhà thân yêu nha. Cả nhà ơi, thì mình với mẹ mình đang ở ngoài ruộng nè cả nhà. Lên. Ôi trời ơi cả nhà ơi. Đâu rồi? Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy không cả nhà? Tôi đi mày cặp. Con lội nhẹ nhẹ từ từ ra đi. Đưa Lan đây con. Nó hầm đâu thấy không? Thấy không? Thấy. Ở cái đầu nó lún lên đó. Đưa đây. Rồi nó lặn này. Rồi nó lặn rồi dòm. Dòm coi nó nổi ở đâu. Trốn bên kia, Phương ơi. Lặn nữa rồi, Từ từ, đứng đi, nhìn nó đi. Nãy rồi thấy chỗ không tắm nữa đó. Đây gà nhiều quá cả nhà, giờ khó thấy nó. Gà nhiều quá. Gà quá trời luôn. Đừng có chung vít. Chung vít nó lại. Đường lỗi sáng nước là nó đó. Biết rồi. Nó lặn không chứ, nó lặn hột mà con nó lướt cái đầu lên hà. Có gốc gạo quá, vô đây có gốc gạo quá, khó thấy nó. Thì mình làm sảy đó rồi cả nhà ơi, bị gió quá chừng luôn rồi gẹo gốc gạ nữa mình không thấy nó được. Nãy con rắn đang nói chuyện với cả nhà thì nó bơi ngang từ ở bên cái bờ bên kia là cái bờ dừa cả nhà. Nó bơi ngang qua mấy ruộng bên này. Mà mình làm mắt dấu rồi thôi, giờ mình đi đào chuột tiếp nha cả nhà. Cả nhà xem video ủng hộ cho mình với mẹ mình nha. Đây có hàng mấy tôn đây nè. Nãy thấy hàng mấy tôn trong đây nè. Đây nè. Đây có hàng mấy tôn nè cả nhà.
mấy ton luôn nè. Thấy mẹ? Ừ. Mấy ton ha? Mới đụng. Mới đụng á. À thằng này ha? Ừ. Chết bà mẹ ơi, bổ vô mắt mẹ. Bổ văng vô mắt rồi mẹ. Thấy ngay. Đẹp nha quá. Đứng bên đó sao thấy hang hả? Ừ. Cái này hang hả? Trời ơi, cái hang to quá trời ơi. Hang đủ cho bá luôn. Ừ. Trời ơi, đi hai ngạnh luôn á, ra hai cửa luôn. Ra hai cửa luôn. Chuột gì vậy? Con chuột nhỏ. Chuột cơm hả? Ừ. Chuột nhái tới đám câu. Nè. Nè nha. Ừ. Nhái, nó nhái. Nhái nó vừa cắm đó. Ừ. Thấy nào mày bỏ túi áo mày kéo thằng kia lại đi. Chuột con chuột nhỏ rồi cái nhà ơi. Chó, con chó nó đi theo mình hư hang kìa. Chó đó, theo mình hư hang. Đây con hang nó nhỏ hết trơn rồi. Thử gì chắc? Kiên trắng lại rồi. Bắt rồi chú hai. Trắng nó định kìa. Lặng hộp rồi. Con hồi nãy hả mẹ?
kìa nó bên móng, kìa bên móng, móng, móng. Ê nhẹ nhẹ coi chừng á, trong cỏ á, lặn rồi đấy. Chưa, lẹ xiết, xiết, lặn rồi đó. Đứng, đứng yên mới đi. Kìa nó gáo mày ruộng, những cái chiếc nước ở dưới sóng rồi đó, sóng nước chập chả chả nè. Dạ. Ê, đó trong gốc gà, đó trong bụi gốc gà trước đông xanh xanh đó. Dễ dễ. Đấy hả? Trời ơi nó khôn dữ lắm, khôn. Khôn dữ lắm. Lặn còn hơn là con chuột nữa. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Coi cái cá chua nha, con đắng gì vậy? Con gì vậy? Con dạ không phải. Nè, các bạn. Con lái các bạn ơi, dài quá dài luôn trời. Trời nó khỏe rê luôn á mọi người. Nó bơi từ ở trên đó mà dài tới dưới này luôn á. Ôi con nếm cái đầu nó xong nếm thôi, chừng nó còn quăng quăng nữa kìa. Nó còn quăng quăng cái mình nữa kìa. Mẹ. Không con này không sao. Hả? Không sao. Mọi người ơi, giờ mình về với mọi người được con ngắm với con chuột. Mệt quá trời mệt. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của Phương nha. Mọi người cho Phương xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.